Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại với clip tiếp theo về game đảo kho báu nha anh em. Hôm nay thì ở trên fanpage nó có sự kiện tặng Luffy Gear 4 miễn phí nè anh em. Phần thưởng bao gồm là một Luffy Gear 4 nhân cho một con, chiêu mộ lệnh vàng nhân 1 và 8 triệu vàng anh em. Cách thức nhận rất là đơn giản, anh em chỉ cần lên fanpage vô trong cái sự kiện mừng sinh nhật Monkey D. Luffy nè. Anh em comment, chỉ cần comment thôi, đó, comment chúc mừng sinh nhật thôi là được. Đó, anh em chỉ cần comment chúc mừng sinh nhật thôi là bên AD của fanpage sẽ gửi cho các bạn một cái tin nhắn như vậy nè. Đó, anh em đích vô, anh em đích vô nó sẽ chuyển anh em qua cái chỗ nhận code. Anh em nhớ đăng nhập bằng cái tài khoản chính của mình nha. Đó, cái mã code hiện tại bây giờ đã được mã hóa rồi cho nên là mỗi người chỉ được có một cái thôi. Đó, anh em đích vô nhận code. Đó, nó sẽ nhảy qua bên đây, anh em tiếp tục đổi code nè. Ok, đổi code thành công thì anh em qua bên game, vô trong cái hầm thư. Cái này là quà nhận thưởng gì? À, có này có quà nhận thưởng lúc mình chưa nhận đó. Cái này là cái code hôm bữa là tham gia ngày 30/4/1/5. Ok, nhận luôn. Đây, đây là cái quà, cái quà sự kiện mừng sinh nhật của Monkey D. Luffy nè anh em. Đó, đây là phần thưởng gift code các bạn. Phần cái gift code là E3A7. Là mỗi người một cái riêng cho nên là không có sử dụng được đâu anh em. Đây, đó, nhận xong là anh em sẽ nhận được con Luffy miễn phí hoàn toàn nha anh em. Đây là cái cơ hội có 102 để mình coi lại cái thể lệ nó bao lâu thì nó kết thúc để mình xem lại thử. Thời gian là tới hết ngày 6 tháng 5 nha anh em. À, là hết ngày mai, bữa nay là ngày 5 tháng 5 rồi, hết ngày mai. Từ đây cho tới ngày mai anh em tranh thủ lên comment để mà nhận Luffy miễn phí nha anh em. Đó, Luffy miễn phí. Hồi sáng thì mình may mắn mua được Luffy ngoại trang hoàng tộc với giá chỉ có 120 kim cương mà vĩnh viễn thôi anh em. Chiều thì nhận thêm cái phần thưởng đó là con Monkey D. Luffy nữa. Đó, ngon lành củ hành. Đó, giờ lên 6 sao cần đến 16 mảnh, hiện tại giờ chỉ có 5 mảnh thôi. Vài bữa mình gắng kiếm kiếm lên cho nó lên 6 sao luôn. Ok, hôm nay là một ngày may mắn. Không biết là anh em nào đã lên comment để nhận thưởng chưa? Đó. Nếu mà anh em nào chưa lên comment thì tranh thủ lên comment nhận con Monkey D. Luffy miễn phí nha anh em. Hiện tại bây giờ cũng không có cái sự kiện nào mới hết. Để mình vô coi cái ủ đại tuần có cái gì lạ lạ không. Nếu đâu được có cái nào nó bị lỗi lỗi thì vô mua được lời lời thì sao. Ok, không còn cái gì để mà mua hết anh em à. Cái này là cái gương trang bị ánh sáng, trang bị chopper. Mà anh em chưa có đồ chopper, những anh em server mới thì mua cái đó xài được. Ok, hiện tại giờ cũng không còn cái gì để chơi. Anh em nếu mà có ý tưởng gì hay hay đó anh em góp ý bên dưới phần bình luận để mình làm clip mình chia sẻ với anh em nha. Để vô coi có gì xài không. Đây hiện tại là cái đội hình chính của mình đây. Đại đội hình chính của mình là gồm có Yogo, Câu Trắng, Nami Bự, VV và Nami nhỏ, Nami God nè anh em. Đó, đội hình của mình chỉ có như vậy thôi. Chù kiếm ai để quánh giải trí. HT Bo là mạnh không ta? Đây, 9, 1, 2, 3, trời 3 tỷ mấy lần. Em anh Dũng T bá đạo trên từng hạt gạo anh em. Ờ, cái đèn này thanh niên đó là đụng vô chỉ có bay màu thôi. Quá trâu bò, 3 tỷ mấy chứ, 3 tỷ mấy điểm luôn rồi. Quýnh gì nổi. Cái mong ước của mình chỉ lên được 1 tỷ thôi mà không biết chừng nào mới lên nổi. Cái server mới hiện tại giờ chơi khá là dễ chịu anh em. Đa số đại gia thì tập trung ở mấy server này hết rồi. Đó, anh em có thể kéo qua bên cái server mới để mà đi top rồi. Đây, có lẽ là win được anh em. Đội hình trăm mấy chục triệu thôi, nhưng mà fan thẳng với 200-300 triệu là bình thường. Mình chỉ ngán tầm 100 tỷ trở lên. Ok, còn ai nữa không ta? Còn ai 200-300 triệu gì đó mình thử luôn. HIV nãy mình coi rồi. Còn là mấy đối thủ dễ chơi mà. À, đối thủ này 195 triệu. Dẫn hơn mình khoảng 30 triệu nha. Rồi,
trước mình không có bắt rồi. Ok, thắng dễ dàng lắm anh em. Đây cho anh em xem cái bản thống chơi chi tiết về cái đam chính này. Đó, Nami dữ lắm anh em. Nami bây giờ là thành bà nội của Luffy rồi. HIV Kuzan, trời ơi, 1, 2, 3, 1, 2, 3. À, anh ta chỉ có 8 tỷ mấy điểm thôi anh em. Con số quá là nhỏ. Hình như là phải gấp mấy chục lần mình đó anh em. Đây, 1, 2, 3, 36 triệu à. Đây, mình ngưng chiến với bạn này đi. Để mình cho nó ra những cái table chiến luôn. Nhìn gì trời ơi, đặt tên cũng thấy ghét nữa, quất luôn. Nhìn cái tên là không có ưa nổi rồi, quất là khá là bay màu. Ok đây clip chủ yếu là lên kêu gọi anh em hoặc thông báo cho anh em hay là cái sự kiện nhận Luffy miễn phí thôi. Rồi anh em nào chưa nhận thì lên tranh thủ lên comment lẹ nha. Cái sự kiện này kết thúc vào ngày 16 tháng 5. Đó, anh em nào chưa comment thì lên chỉ cần comment thôi. Comment thôi là AD sẽ inbox gửi cái tin nhắn, gửi cái code gì cho bạn rồi. Rồi, mình sẽ kết thúc clip đây nha anh em. Anh em xem clip nhớ cho mình một like, một đăng ký là mình có động lực ra nhiều clip hay hơn cho anh em xem nha anh em. Và đừng quên là đóng góp ý kiến của anh em dưới phần bình luận á. Mình sẽ tiếp thu và mình sẽ đưa ra đúc kết lại và cho ra những cái clip chất lượng hay hơn để cho anh em, để phục vụ cho anh em. Ok, thôi mình sẽ kết thúc clip đây nha anh em. Tạm biệt anh em, cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt anh em, bye bye.